Liên Xô xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Hôm nay thì Tisu mời cả nhà mình sẽ đi chợ Phú Hài cùng với Tisu ạ. Bây giờ đang là 8 giờ sáng cả nhà mình ha. Cũng lâu rồi Tisu chưa có đi vòng qua chợ Phú Hài, cho nên là hôm nay cũng đi từ cái đầu đường Ung Chiếm để đi vào phía trong chợ để chia sẻ cùng với cô chú, anh chị, các bạn. Cảm ơn mọi người đã vừa xem vừa bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tisu. Giờ này thì mọi người đi chợ cũng giờ là giờ đi chợ của mọi người, và Phan Thiết của mình đã trở về cuộc sống bình thường, cho nên là Tisu cũng quay lại đời sống thường ngày của bà con ở đây để chia sẻ cùng cô chú, anh chị, các bạn xem chương trình nha. Mùa này bắt đầu mưa xuống là có măng cả nhà mình, măng tre đó. Rồi măng mình mua về mình xào hay mình luộc hay nấu miếng ngon. Nhưng mà có điều là măng ăn nó sẽ nóng người, nó mỏi người lắm. Cho nên là ăn nó ở mức độ vừa phải thôi. Ở đây là mọi người đang đi chợ nè, Tisu dừng lại chút quay chậm chậm ở góc này để cô chú anh chị các bạn mình xem cảnh mọi người đi chợ mua trái cây, mua hoa củ quả, mua rau. Còn lát nữa thì mình sẽ vô chợ cá ha. Ở đây Tisu thấy cái hoa thiên điểu này nó đẹp nè, nên Tisu dừng lại một chút để quay cái hoa này. Đó, hoa thiên điểu rồi lá trường xanh ha. Rồi bây giờ mình đi vô đây, mình đi tiếp. Mình sẽ đi vòng qua cái hướng chợ hải sản trước, sau đó là mình mới qua bên kia góc kia ha. Mình đứng đây một chút để cô chú anh chị các bạn mình coi cảnh mọi người đi chợ. Là bây giờ mình sẽ đi vào ha. Và bên góc này, đây là chợ Phú Hài. Mình đi mua hải sản thì mình đi ngay cái đường Ung Chiếm, ngay cái hẻm mà Tisu rẽ vô mình đang đi đây nè. Thì hải sản họ bán mình cái góc này nhiều hơn là trong lòng chợ. Mà cái này thì bên đường này, hẻm này thì họ bán những cái nhỏ nhỏ đi lưới lên á. Còn mình đi vô trong á là những cái chợ bên trong á là cũng có cá lưới, rồi cũng có cá thuyền lớn đi nhiều ngày á. Thì cô chú anh chị các bạn mình chọn cái để mình mua ha. Thì ở đây ôi mực ngon chưa, mực này mà đổ bánh xèo là ngon lắm ha cả nhà mình. Mực à, đó, mực trứng à, sò ốc mực, hào. Ủa, mình không biết cái con dẹp dẹp đó, nó dẹp dẹp nó là cái con gì ha. Hà đi thu tiền chỗ nè. 1230. Em coi con này con gì. Ủa chị, cái con này là con gì vậy chị? Con sò. Sò hả? Sò bánh tráng hả? Hay vậy ha. Con này ốc mì nè cả nhà. Sò bánh tráng. Còn cái con dài kia là chim chép hả chị? Không, con này nè. Con này nè. À, con trai hả? Rồi con này là con
trà điệp đó cả nhà mình, nhìn thấp ngon ha. Trà chai xà điệp, mực thì 120.000 ký, cái này mua về rồi cái ngon quá. Vậy cái mực này bao nhiêu tiền một ký? 200 luôn hả? 220. Mực tươi còn người luôn á cả nhà mình. Dạ, con quay phim. Đây là cá mối của chị nè. Cả nhà mình khi mà mình đi chợ mình vô đây mình mua ủng hộ cho chị nha. Ngồi ngay góc nè. Toàn cá tươi, cá lưới lên không à. Ngon quá trời luôn. À, hấp dẫn chưa? Giờ mình đi vô trong ha. Mực rất là ngon. Cá sóc, chim chép. Cá ngát. Đây có cá ngát. Ồ, mấy con cá ngát còn sống luôn. Rồ. Hả? Rồ. Cá gì? Rồ. Cá rồ hả? À, cá dồ lộn. Qua qua. Dạ, chị cô qua. Qua. Ở đường đó có tí dạ. Ẻo à. Cô qua cô. Cá dồ. Cá này về nấu lá, nấu măng nè, hoặc là nấu lá dè ngon. Cá dồ. Đây chị. À. À, bên này là mực. Ngon chưa? Cái nào cũng tươi ngon. Ghẹ. Chị à, mua hàu ủng hộ chị đi. Mực của chị luôn hả? Mực nhiêu vậy chị? Không, em ăn bị mua về cho mẹ nấu cháo thôi. À thôi cũng được. Dạ. Để đó lấy em ra. Không á, 20 rồi ra 20 không. Để đó không không. Trời ơi, lát nữa em ra em lấy. Mua về nấu cháo được rồi. Ai à. Cái nhà mình. Đây là cái phèn. Cá phèn, cá phèn ngon quá ha, cá đỏng, ốc, ngao ghẹ. Mà đi vô trong này mình coi có gì không ha. Ôi ngon, ở trong này toàn cá lưới không cả nhà mình à. Thấy được dầu đi em hả? Ngon quá. Hả? Em mua, bán không? Có bán không? Cái này nhiêu chị? Này nhiêu ký? 200 một ký hả? Này có lớn có nhỏ mà. Có bớt không? Bán y vậy á hả? Ủa? Làm sao cái này 100 mà cái này 200? Cái này cá liệt ngay mà. Cái này cá liệt dầu. À. Cá này cũng cá liệt mà cá liệt đớ. Đớ. Em mua cái này nè. Cái này được nhiêu? Ủa, mua mà không bán trời. Tưởng em nói giỡn hả? Mua thiệt cái bộ. Coi chừng cẩn thận gai á chị. Mà làm giùm em nha. Em biết không có làm về á. Mấy lạng chị? Cái này 80 đi. Dạ, rồi. 80.000 cá liệt cả nhà mình. Chị lấy em tiền đi. Lấy một tờ. Đã có tới lẻ không lấy luôn. Không có hả? 80 đi. Này đi mua cá liệt. Cá liệt này dài nó hơi nhỏ, nấu gì?
Nấu cà hả chị? Cái này bao nhiêu ký? Nhiêu bị đi nóng. Đây cả nhà, bên này là liệt, chị thấy nó liệt gì? Nó liệt gai. Liệt gai, còn tươi ngứa ngát luôn ơi cả nhà mình. Tươi sống. Dạ. Cô đi chợ phú hai đó mọi. Dạ, thích phú hai ghê em cô. Này là cá liệt gai. Thôi cắt đi. Cắt cho nó. Cho nó đẹp. À, chị nấu gà bé mà vừa quay phim đó nha, làm cá làm đẹp đó. Vậy làm cá làm cho đẹp đó. Mà chị chủ chứ không có cho quay chị á, nên được quay cá ha, đâu dám quay chị. Cười. Cá này là cá gì chị? Cá này cá ngao hả? Ai chị có chị sửa lấy à? Đó, thôi bây giờ Tisu đi tiếp nha, chị làm cho em hồi em quay lại em lắng nha. Cảm ơn chị. Rồi bên này là cua cá sóc. Ngon quá à. Ngao. Ủa, cá Ủa, cá ngao với cá sóc khác gì nhau cô? Con sóc thì nó dài hơn hả? Còn con ngao thì cái mình nó bè hơn hả? À, cá sóc thì ăn hơn cá ngao. Dạ. Cái này về chiên muối ớt ngon mà. Ngon. Dạ. Tắm hết đi. Ở nhà có bà má ăn thôi à, mua về là mua cá kia là mua. Cái này trả 30.000 hết này. Mua gì luộc hả? Càng cua. Càng cua đá. Nó cái tiền của ba là làm cái anh như này. 20 nha. Không, giá 30 này. Này về rang me ha. Nó cái tiền là 20.000 rồi, còn mất mình đó. Bên này qua coi bên này cá gì. Này có hai con ốc. Ốc đó ốc gì? Ốc kèn, nhớ rồi. Bữa chị kia nói đó là ốc kèn. Bên này là cá. Hả? Cá lưới lên nó mớ mớ ngon lắm cả nhà mình nè. Này cá là có nè. Bây giờ có không được chị cũng nói đưa được. Mọi người đi chợ mua cá. Không được chị cũng nói được đấy. Chiều nay em đi mua cá về cho má nấu canh chua. Này. Đằng kia là ô kìa con cua. Nhưng mà cua này nó hy sinh rồi, nó không chui xuống hang được. À, thôi mình đi, cảm ơn chị nha. Mình đi lên đây mình lấy cá, xong mình qua kia mình coi có mực mình ngon, mình mua mực về mình nấu mì tôm mực ăn. Mực chút kia hả? Dạ, dạ. Xong hả chị? Còn hai con hả? Mực. Dạ. Dạ. Còn mấy con nữa? Mới xong. Ừ. Con này làm chả phải không chị? Con này là con cá, bữa chị nói tên gì quên cha rồi. Cá măng à. Còn bạn đẹp trai này? Không. Đó, đây là cá của mình. Về nấu canh. Thơ. Mấy cá là khó trời hồng luôn chị. Chị nè. Rồi xong. Chị giàu đâu? Em chị kia làm cho. Nó có cá lịch giàu á. Cái gì đó mang hả? Dạ. Mấy cá đâu chị? Rồi, cảm ơn chị nha. 80.000. Ủa em đưa tiền cho chị chưa? Đưa rồi ha. Em 80.000 cả nhà mình. 80.000 cá liệt dầu. Ngon quá ha. Gì? Cá liệt ngon. Hả? Bên này cũng có nhiều cá, mọi người đang lựa nè, cho mình ra đây. Ra đây mình lấy chị cho em cái bể của em đi. Chị bữa giờ ngoài đó có cá không? Bữa giờ không có.
Trời ơi, định đi quay cá Phú Hài mà không có quay được á. Giờ phải vô chợ. Rồi em cảm ơn. Em trả tiền cho chị chưa? Rồi ha. Ủa sao kỳ vậy? Bán còn khuyến mãi nữa hả chợ? Ngại ghê á. Rồi em cảm ơn nha. Đi. Ở bây giờ mình đi vô trong chợ, phía trong làm chợ này cả nhà. Vô trong này thì chợ cá lớn, nhiều cá ngon lắm. Em đi mua mình ra kia mình mua cái bên này là làm mực cá. Giờ này thì vô đông, đi sâu vẫn thích đi mua cá ở cái lòng đường hẻm kia hơn kìa. Cho con qua một chút nha vậy. Đây là hàng dốc cá nè. Dạ tia su chu du. Tia su chu du. À lấy nhiều coi. Dạ. Đây mình đi qua bên này. Này lên trên lòng chợ nè. Bán hàng cá. Chốt. Dạ. Ở đây mình đi vô hàng cá, hàng rau trong lòng chợ Phú Hài. Xong mình lên đây mình mua bánh. Mình mua bánh thuận. Không biết hôm nay cô bán bánh thuận, cô có bán không? Này có những cái bát rau muống này tươi xanh này cả nhà mình. Rau muống này dày nấu lẩu hay là xào tỏi ha. Cái rau đang bị dương hành. Rồi mình đi qua đây. Đây là hàng đồ ăn, hàng đồ ăn mang về cho nên là không có quay. Mình qua đây mình mua cái này. Cô đâu rồi? Mua bánh về ăn. Đó thì cả nhà mình đi xua đi qua một chút ở cái góc chợ cho cô chú anh chị các bạn mình xem nha. Rồi á, là Tisu sẽ dừng cái video clip ở đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu ạ. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Chúc mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.